rồi oh, chào các bạn ha à, hôm nay mình lại tiếp tục học thêm một chủ đề nữa liên quan tới uh, sức khỏe môi trường thì bài này thì uh, mình nghĩ là nó sẽ liên hệ mật thiết tới cái ngành nghề của các bạn hơn ha đặc biệt là đối với uh, chất thải y tế ngoài ra thì uh, các bạn cũng nên uh, xem những nội dung của bài này tại vì nó sẽ ứng dụng thực tế trong cuộc sống của các bạn rất là nhiều uh, ví dụ như là các bạn mua những cái bình nước hoặc là những cái chai nước thì các bạn biết cái ký hiệu ở phía dưới cái chai nước đó là loại nào phù hợp cho mục đích sử dụng là cái gì hoặc là các bạn mua thí dụ như là cái bình đó nó phục vụ được cho các bạn là đựng nước nhưng mà các bạn không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thì các bạn xài sai cái quy trình của nó các bạn cũng sẽ có những cái rủi ro mắc các cái bệnh do những cái chất ở trong cái nhựa đó nó tiết ra thì lát nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn cái vụ đó cho các bạn ha rồi mục tiêu của bạn ngày hôm nay thì rất là nhiều ha nhưng mà ở đây mình chỉ muốn nhấn mạnh cho các bạn thứ nhất là các bạn hiểu được là chất thải rắn là gì chất thải nguy hại là gì chất thải y tế thì còn có những dạng nào phân loại nó và biết cách kiểm soát nó tại ngay tại chính cái bệnh viện các bạn đang sống rồi thì đầu tiên mình sẽ nói về cái định nghĩa thứ nhất là định nghĩa về rác rác thải các bạn hiểu một cách nôm na rác thải là những cái gì mà các bạn không xài các bạn quăng ra đó là rác đối với các bạn thì có thể là cái đó nó vô giá trị rồi nhưng mà có nhiều người khác nhìn thấy cái nó nhìn thấy cái món mà các bạn thải ra người ta vẫn còn thấy được giá trị sử dụng từ nó thì đối với người ta thì nó không phải là rác nhưng mà đối với các bạn ví dụ như cái chai nước các bạn uống xong còn cái chai không các bạn không còn làm gì được nữa thì bạn thải ra ngoài môi trường thì đó là rác vậy thì rác thải này nó sẽ có nhiều loại ha nó sẽ có là rác thải chất thải rắn chất thải dạng lỏng và chất thải dạng khí thì những cái gì mình thải ra môi trường dạng khí thì nó cũng là chất thải mình gọi là chất thải Uh, dạng chất lỏng ví dụ như nước thải từ nhà máy xí nghiệp nè nước thải từ bệnh viện nè thì nó cũng là một dạng chất thải rồi sau khi mình xử lý xong mình cô đặt mình xử lý xong nó sẽ tạo ra ví dụ như là nước thải mình keo tụ tạo bông xong thì nó sẽ tạo ra những cái bùng cái bùng đó khi mình xử lý thì nó là trở thành chất thải rắn hoặc là khí thải khí thải các bạn xử lý xong ra môi trường thì những cái bụi những cái chất độc mà nó hấp phụ lại vô các than hoặc tính rồi các bạn thì các bạn gom lại thì nó cũng là những cái chất thải phát sinh ra trong quá trình các bạn xử lý chất thải ô nhiễm ha thì đây là à, hình ảnh của những cái bãi rác. Nếu như mà các bạn à, chú ý ở đâu đó thành phố Hồ Chí Minh mình á, đôi khi các bạn đi ngang qua có những cái khu nó tập kết những cái xe rác. Nó đi gom rác hết cái khu vực lại thì tập kết lại. Nước rỉ rác từ những cái xe đó nó chảy xuống đường, nó gây ô nhiễm nguyên cả một cái khu đó. Mùi rất là đặc trưng ha. Các bạn đi ngang xe rác là các bạn thấy cái mùi rất là đặc trưng. Rồi, các xe rác đó khi nó nghiền, nó nén rác lại, nó sẽ rỉ ra cái nước rỉ rác. Và như mình nói với các bạn là nước rỉ rác là một trong những cái loại nước thải rất khó xử lý trong cái mặt kỹ thuật môi trường tại vì thứ nhất là nó đa dạng về tính chất thứ hai là nồng độ nó rất là đậm đặc và các bạn không thể sử dụng những cái phương pháp xử lý truyền thống để các bạn xử lý nó được nên là nước rỉ rác là một trong những cái cực kỳ khó xử lý tiếp tiếp theo đó chính là nước thải của bệnh viện nước thải của bệnh viện thì nó có cái gì nó có thuốc kháng sinh tàn dư trong cơ thể của bệnh nhân thải ra rồi những cái chất cản quang để các bạn chụp ít quang nữa các bạn thải vô toilet thì những cái chất đó nó sẽ làm chết đi cái hệ vi sinh vật xử lý chất nước thải trong cái hệ thống xử lý nên là những cái loại nước thải đó cực kỳ đặc trưng và nó rất khó xử lý ha rồi đây là số liệu về tình hình phát thải chất thải rắn ở thành phố Hồ Chí Minh mình năm 2019 ha thì các bạn thấy số liệu thì nó đã cũ rồi từ 2019 tới bây giờ à, nó sẽ trải qua rất nhiều thời kỳ, rất nhiều giai đoạn ha, giai đoạn trước khi dịch Covid, giai đoạn trong dịch Covid, giai đoạn sau dịch Covid thì mỗi một năm nó sẽ có những cái biến động khác nhau nhưng mà các bạn coi giùm mình thứ nhất thành phố hồ chí minh mình đó là những cái loại rác mà phát thải tại thành phố hồ chí minh mình nhiều nhất là gì rác thải sinh hoạt có nghĩa là chỉ cần một con người sinh hoạt một ngày thôi là đã phát thải rác ra thí dụ như ngày hôm nay của mình là phát thải hai ly cà phê nhựa một chai nước suối thì đó cũng là rác thải của mình hoặc là các bạn đi các bạn ăn cơm trưa ở ngoài các bạn phát thải cái hộp cơm ra ngoài thì chính những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các bạn và gia đình các bạn cũng tạo ra một cái lượng rác thải vào môi trường rất là nhiều thì các bạn thấy rác thải sinh hoạt chiếm rất là nhiều tại sao tại thành phố hồ chí minh mình là một cái trung tâm kinh tế tài chính tất cả các loại hình văn hóa nghệ thuật kinh tế tài chính gì đều tập trung ở thành phố hồ chí minh mình hết các trường đại học lớn cũng tập trung ở đây các doanh nghiệp lớn cũng tập trung ở đây những cửa khẩu hoặc là những cái sân bay cũng tập trung ở khu vực này nên là tất cả nhiều bạn sinh viên hoặc là những người lao động ở khắp nơi đều tập trung ở thành phố hồ chí minh nên cái lượng rác thải mà một ngày của thành phố hồ chí minh mình nó thải ra rất là nhiều thì các bạn biết là hiện nay thành phố hồ chí minh mình á, là rác thải đa phần được chôn lấp ở uh, bãi chôn lấp rác tập trung đa phước ở hướng xuống uh, bình chánh đi thẳng xuống đường nguyễn Văn linh đó các bạn thì cái bãi rác đa phước các bạn đứng từ xa các bạn đứng ở quần 7 các bạn nhìn thôi là thấy một cái núi rác nó cao ngang một cái tòa nhà ba 4 tầng gì đó và nó đen thui nó phủ bạc lên trên thì những năm gần đây là cái bãi rác đa phước đó đang đi vào những giai đoạn cuối cùng của cái đời của cái bãi rác đó có nghĩa là nó sắp đóng cửa rồi các bạn nó sắp hết chỗ chứa rồi thì bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mình đang suy nghĩ một cái giải pháp khác để xử lý chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh mình Có thể là sử dụng phương pháp đốt như là Cần Thơ Có thể là lại tạo thêm một cái bãi rác khác ở một cái khu vực ở đó xa cái trung tâm thành phố Hồi xưa các bạn Đa Phước là nó đã xa trung tâm thành phố rồi Nhưng mà càng ngày chúng ta phát triển lên thì những thành phố mới Hình thành, thành như là thành phố Thủ Đức nè Tương lai khúc Bình Chánh rồi Ngay cái khúc mà trường mình ở dưới Bình Chánh đó, nó sẽ là thành phố Nam Sài Gòn thì đó bắt đầu càng ngày nó càng mở rộng ra thì những cái bãi phát bãi rác ngày xưa nó nằm ở ngoại thành thì bây giờ nó bắt đầu nó đi gần vô hình nội thành rồi thành phố nó bắt đầu nó càng ngày càng lớn ra thì vậy thì lượng rác càng ngày nó càng tăng lên như vậy thì phải có một cái giải pháp nào đó để xử lý được cái chất ô nhiễm này ha rồi cái nguồn rác thải thứ hai mà nó cũng khá là nhiều so với mặt bằng chung đó chính là rác thải công nghiệp mọi hoạt động công nghiệp diễn ra nó đều tạo ra rác thải ví dụ đi À, những cái da dày sản xuất da dày da người ta dùng keo để người ta dán đế thì những cái hộp keo những cái hũ keo đó người ta xài hết rồi người ta quăng ra thì đó là rác thải mà rác thải này là thuộc về rác thải công nghiệp nha các bạn nó sẽ là rác thải nguy hại hoặc là những cái bình lọ thuốc quá chất của các bạn sử dụng trong bệnh viện những lọ thuốc gây mê những bình thuốc mà các bạn xài hết rồi các bạn quăng ra thì nó vẫn là rác thải nguy hại và những cái lọ rác thải đó nó có tính chất gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người nhiều hơn những lọ rác thải thông thường thì lát mình sẽ phân tích kỹ hơn cái vấn đề đó ha rồi, cuối cùng là rác thải y tế. Rác thải y tế thì nó chiếm một cái lượng rất là nhỏ thôi, nhưng nếu như không kiểm soát tốt thì nó có thể gây ra dịch, gây ra bệnh cho cộng đồng rất là lớn. Nên là rác thải y tế sẽ là một phần mình sẽ nói riêng trong cái bài ngày hôm nay. Rồi các bạn có thể thấy đây là tình hình phát thải rác trong khoảng giai đoạn từ năm 2019 tới năm 2020 mươi à, của Việt Nam so với nhiều nước trên thế giới ha. Thì các bạn thấy là những nước nào càng phát triển thì lượng rác thải phát thải ra nó càng cao. Để nước phát triển thì các bạn biết là mọi đồ dùng đúng không thực phẩm ăn nhanh nè rồi những cái loại chai nước đóng chai những cái loại mà đồ dùng người ta thải bỏ ra có những nghệ sĩ có một cái áo mặc một lần thôi là người ta đã bỏ rồi người ta không mặc lần thứ hai nữa thì những cái đó nó sẽ phát thải ra và những cái nước càng phát triển thì cái tính chất nó càng nhiều chứ không giống như mình ha có một cái áo mình mặc có thể là qua năm này qua năm nọ nhưng mà có những người á, là một cái áo người ta mặc một lần người ta đi diễn đúng một lần thôi là người ta bỏ vô tủ, người ta treo hoặc người ta đi thanh lý luôn rồi đây là tình hình phát thải rác của Việt Nam so với một số nước trên thế giới ha Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tới là nguồn phát sinh rác thải Thì các bạn biết là nguồn thì nó có rất là nhiều nguồn Chúng ta có thể là phát thải từ ở trong cuộc sống, đó là rác thải sinh hoạt Phát thải ở trong cái lĩnh vực ngành y của mình thì gọi là rác thải y tế Rác thải phát thải trong cái ngành công nghiệp thì gọi là rác thải công nghiệp Hoặc là rác thải phát sinh từ cái hoạt động nông nghiệp gọi là rác thải nông nghiệp Thì tùy theo cái lĩnh vực ngành nghề mà nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau ha Nhưng mà tụi chung lại thì chúng ta sẽ có hai cách để phân loại rác thải. Một là chúng ta sẽ phân loại theo nguồn gốc phát sinh, và thứ hai là phân loại theo mức độ nguy hại. Thì các hồi nãy mình nói với các bạn đó, phân loại theo, ví dụ như là ngành y tế thì rác thải y tế, ngành công nghiệp thì rác thải công nghiệp, ngành nông nghiệp thì rác thải nông nghiệp, đó là theo nguồn gốc phát sinh. Còn cái phân loại theo mức độ nguy hại này thì mình sẽ nói ở cái một phía sau, nó sẽ dựa vào tính chất, tính độc của những cái chất bám trên rác thải của chúng ta. Rồi cái này là mở rộng thêm cái phần hồi nãy mình phân tích cho các bạn ha Có rất là nhiều nguồn ở trong cuộc sống này Y tế, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp gì đó Thì mỗi một cái lĩnh vực nó sẽ có những cái loại rác thải đặc trưng của nó Xây dựng thì ví dụ như là xà bần các bạn Ví dụ các bạn muốn đập một căn nhà Đập xong thì cái lượng gạch đá xi măng mà các bạn đập nát một căn nhà đó Thì đó chính là xà bần thì nếu như các bạn để xà bần đó mà ở ngay cái khu vực đó thì cây cối rồi các loại nông sản nó sẽ không phát triển được Nên là các bạn phải gom nó đi Thì có những cái xe ba gác người ta chở đi Thì đó là rác thải do xây dựng ha Uh, hoặc là rác thải do ngành nông nghiệp đi uh, những cái lúa rạ rơm mà các bạn khai thác lúa xong các bạn để lại còn cái gốc cái thân đó các bạn thì ngày xưa người nông dân mình là hay đốt tới cái mùa là đốt đốt rạ đốt rơm là nó khói nó bay hết nguyên cả cánh đồng thì bây giờ thì người ta có thể sử dụng làm phân bón sử dụng làm thức ăn cho trâu bò vân vân thì có nhiều cái mục đích sử dụng khác nhưng mà ngày xưa thì người ta đốt rất là nhiều ha <laughs> Rồi nếu như chúng ta phân loại rác dựa trên cái mức độ nguy hại thì chúng ta sẽ chia thành hai nhóm chính đó là rác thải nguy hại và rác thải không nguy hại. Thì rác thải nguy hại là những cái rác thải mà nó có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn theo nhiều đường khác nhau. Còn rác thải không nguy hại là những cái rác thải thông thường các bạn thải ra bên ngoài môi trường. Nó có thể gây ảnh hưởng tới môi trường nhưng mà cái tác động của nó tới sức khỏe các bạn thì nó ít hơn so với những cái rác thải nguy hại. Vậy thì rác thải nguy hại là gì? Rác thải nguy hại là rác thải có những cái đặc tính nguy hại tới sức khỏe của con người. Ví dụ như là tính dễ cháy nè, tính dễ ăn mòn nè, tính dễ phản ứng nè, tính độc nè. Đây là những cái tính mà trong cái bài chất độc độc học môi trường mình bữa mình cũng phân tích với các bạn á. Thì những cái chất này khi nó bám lên những cái đồ vật thông thường của các bạn thì nó trở thành rác thải nguy hại. Mình lấy ví dụ một cái khăn tay các bạn lao bình thường các bạn xài xong các bạn bỏ thì đó là rác thải sinh hoạt nhưng các bạn lấy cái khăn tay đó các bạn chùi cái mực in đi hoặc là các bạn chùi dầu nhớt mà làm đổ lên sàn thì cái cái khăn tay đó thành rác thải nguy hại do nó dính cái tính chất của những cái dầu nhớt những cái mực in đó và dầu nhớt và mực in đó là những chất độc có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người thì đó khi các bạn bỏ ra ngoài môi trường nếu như nó có những cái tính chất này thì nó gọi là rác thải nguy hại thì, thì các bạn nhìn thử trong cái khuôn viên của cái giảng đường của mình đi thì có cái những cái đồ vật nào là rác thải nguy hại hết nguyên cái khu vực này cái gì bạn pin đúng rồi pin không các bạn biết chắc chắn là ở đây bạn nào mang từ một tới hai món gì đó là gọi là rác thải nguy hại điện thoại di động nè đúng rồi laptop nè nói chung đồ điện tử nè là rác thải nguy hại rồi ở trong đó nó sẽ có kim loại nặng nó sẽ có kim loại quý hiếm nó sẽ có những cái pin những cái chì vân vân hoặc là ở trên đầu các bạn thì có những bóng đèn quỳnh quang thì trong bóng đèn quỳnh quang thì nó sẽ có những cái khí uh, thủy ngân để duy trì cái độ bền cho bóng đèn đó các bạn uh, nên là cái bóng đèn quỳnh quang đó cũng là một loại rác thải nguy hại và khi chúng ta thu gom xử lý cái bóng đèn quỳnh quang thì chúng ta phải có một cái khu vực để trữ bóng đèn đó lại và thu gom riêng chứ không có thu gom chung với rác thải sinh hoạt đôi khi các bạn thấy ra ngoài bãi rác đó các bạn thấy có những cái bóng đèn hô hư bị bể á thì những anh trộm chó là lấy cạo cái bột quỳnh quang bên trong đó trộn với thịt bò là có thể làm bã chó để đánh bắt chó của chúng ta đó ở trong đó có rất là nhiều cái chất có thể gây hại tới sức khỏe con người thì bóng đèn quỳnh quang là một trong những cái mà khi thu gom chúng ta cần phải để riêng và phải có đơn vị xử lý có thẩm quyền rồi trong phòng này thì còn có nhiều thứ khác có thể rác thải nguy hại ha thí dụ như là những cái đồ điện tử rồi à, những cái thiết bị di động những đồ điện tử và những cái bóng đèn còn gì nữa không ta? À, rồi cơ bản thì nó chỉ có như đó ha. Rồi vậy thì ngoài ra nếu như một cái loại rác thải nào có đầy đủ những tính chất này, nó sẽ gọi là rác thải nguy hại. Vậy thì mình highlight cho các bạn nhớ đi mình cái này. Khi đi thi mình hỏi là tính chất của rác thải nguy hại thì gồm có những tính chất nào thì các bạn phải nhớ là những cái tính chất đặc trưng này nha. Đây, nó sẽ gồm có dễ cháy, dễ ăn mòn, dễ phản ứng và độc hại. Dễ cháy thì biết rồi ha. Thí dụ như các bạn lau cồn, các bạn lau xăng, lau dầu, những cái thứ đó có thể giúp cho cái đồ vật các bạn dễ cháy ví dụ như một cái khăn các bạn đốt lên nó cháy rất là nhanh nhưng mà các bạn ngâm vô dầu các bạn đốt thì cái lượng dầu nó cháy chừng nào nó cháy hết cái dầu thì nó mới cháy tới cái khăn của các bạn và cái thời gian cháy nó rất là lâu giống như đèn dầu ngày xưa mình có cái tim đó các bạn mình nó hút dầu lên nó hút chừng nào nó cháy cạn cái dầu bắt đầu nó mới cháy tới cái bất rồi thứ hai là tính dễ ăn mòn tính dễ ăn mòn là thí dụ như là những cái loại dung dịch tẩy rửa nhà tắm nè nó có khả năng ăn tay nè những cái sút nè đó thì khi các bạn đụng vô đồ kim loại đồ sắt thì nó có khả năng gây xét gây rỉ gây ố ha rồi tính dễ phản ứng dễ phản ứng là những cái chất nào mà khi các bạn bỏ ra ngoài môi trường hoặc là các bạn để trong môi trường không khí nó có thể tác dụng với những chất khác ở trong môi trường nó gây ảnh hưởng tới độ bền của vật liệu hoặc là nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người có một số chất là nó kỵ nước các bạn đụng vô nước thì nó có khả năng gây cháy nổ ha rồi tính độc hại thì chắc rồi chất nào cũng có độc hại nhưng mà khi các bạn tiếp xúc với nồng độ đủ nhiều trong thời gian đủ lâu thì nó thành chất độc như bữa mình nói với các bạn ở trong bài đọc chất rồi vậy thì uh, ví dụ mực in mực in các bạn xài bình thường đúng không các bạn các bạn đi in tài liệu các bạn nghe có một cái mùi mà sau khi các bạn in tài liệu xong nó nóng đó, nó bay cái mùi lên thì cái mùi đó là mùi hơi BOC của mực những cái chất ở trong đó nó sẽ bay ra và nếu như mà các bạn thích nhiều cái chất đó quá thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các bạn và đã có những nghiên cứu chứng minh rằng nếu như các bạn mà làm việc gần máy in có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe do cái quá trình in nó sẽ tạo ra nó phát cái hơi mực ra ngoài nó phát ra ozone ở trong cái máy in nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp với sức khỏe các bạn ví dụ như là da mặt của mình đi các bạn thấy nó có nhiều vết tổn thương do mụn đúng không là mình ngồi gần cái máy in là cái máy in mà nó in qua nó scan cái cái màu xanh xanh ra thì nó phát ra ozone là mình sẽ nghe cảm giác nó rít nó, nó rất là châm chích ở những cái khu vực da mình bị tổn thương là cảm giác được có cái sự oxy hóa trên cái khu vực da của mình vậy thì À, nhớ ha, mực in là một cái loại có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. vì vậy khi các bạn mà làm đổ mực in ra, các bạn dùng cái khăn giấy các bạn lau thì cái khăn giấy đó trở thành rác thải nguy hại. rồi, đây là những đặc điểm đặc trưng của bốn cái nội dung nãy mình nói trên. thì khi đi thi mình có thể hỏi các bạn, ví dụ như tính dễ cháy là như thế nào. mình sẽ hỏi sâu vô, ví dụ như tính dễ cháy mình cho các đáp án, ví dụ như là trong đó có đáp án là alcohol bé hơn hai bốn hoặc là chất có khả năng dễ cháy đó. Hoặc là tính dễ ăn mòn thì các bạn nhớ là những cái chất nào đó có pH bé hơn hoặc bằng 2 hoặc là lớn hơn 12,5, đó là những chất có tính ăn mòn. Ví dụ ngày xưa mình đi uh, xử lý nước thải của nhà máy xi măng, nước cực kỳ trong xanh luôn các bạn, nhưng mà múc lên đo pH thì pH nó là từ 12 trở lên. Vậy thì cái tính ăn mòn của cái nước thải nhà máy xi măng nó rất cao và các bạn có thể nếu mà đút cái tay vô là có thể ăn da các bạn, nó có thể gây ra tác động đến da các bạn. Đó thì đây là những cái chất có khả năng ăn mòn. Rồi tính giải phản ứng thì các bạn đọc thêm ha Tính giải phản ứng này thì đọc vô từng câu chữ Mình có thể cho phân tích dựa trên những cái câu chữ trong này Rồi tính đọc Tính đọc thì mình sẽ căn cứ theo cái bảng của môn đọc chất học môi trường để mình cho các bạn ha Thì tính đọc này mình sẽ bám sát vô cái đọc chất ở trong cái bài đọc chất học môi trường bữa hôm trước Mình sẽ cho các bạn dựa trên cái đó để phân tích Rồi rồi các nguồn này thì hồi nãy mình đã lập lại cái slide hồi nãy ha thì các bạn thấy là rất nhiều nguồn ở trong cuộc sống của chúng ta nó có thể phát sinh ra rác thải ngay cả khi mình đi làm bình thường mỗi ngày mình cũng đã phát thải ra đâu đó là 2 tới ba ly cà phê, một chai nước, một hộp cơm hoặc là những cái bịch ni lông, những cái gói hàng Shopee của mình, đó cũng là rác thải. Và nếu như chúng ta không có cái biện pháp xử lý thì cái lượng rác thải này càng ngày nó càng nhiều lên. <laughs> Rồi, đây là những cái loại rác thải nguy hại mà trong các cái ngành nghề ha, có nhiều ngành nghề và mỗi ngành nghề nó đều sẽ phát thải ra những cái loại rác thải nguy hại đặc trưng của nó. Ví dụ như là ngành sơn thì nó sẽ phát thải ra những cái thùng sơn và nó chứa sơn trong đó mà sơn ở trong đó thì nó có tính dễ cháy vì nó có cái VOC cái chất hữu cơ dễ bay hơi và nó cũng gây độc cho cơ thể con người à, do đó nên hồi bữa mình có nói với các bạn nếu mà sơn nhà xong đó thì các bạn nên để ít nhất là từ 2 tới 3 ngày trong môi trường nó bay hết cái hơi khí độc ở trong nhà các bạn thì các bạn ở nó sẽ an toàn hơn sau này các bạn nếu mà xây nhà mới thì các bạn nhớ điều đó ha mặc dù sơn bây giờ nó đã ít chày rồi nhưng mà nó vẫn có hơi khí độc ở trong đó rồi bây giờ mình sẽ nói tới tác hại của chất thải rắn ha thì tác hại của rác thải hoặc là chất thải rắn nói chung nó sẽ còn có hai tác hại chính thứ nhất là tác hại đến môi trường và thứ hai là tác hại đến sức khỏe con người à, tất cả những cái gì liên quan tới chất thải rắn chất thải nguy hại hoặc là các hạt vi nhựa cũng vậy chúng ta sẽ đều đánh giá dựa trên hai cái yếu tố một là đánh giá nó tác động tới môi trường và hai là tác động tới sức khỏe con người thì tác hại với môi trường thì môi trường hiện nay các bạn biết là chúng ta sẽ có ba yếu tố và phải quan tâm đó chính là môi trường nước, môi trường đất và môi trường không khí vậy theo các bạn uh, chất thải rắn này nó sẽ tác động vào môi trường nào nhiều nhất theo các bạn có đâu bạn nào nói môi trường nước đâu giơ tay mình coi thử rồi hai bạn bạn nào nói môi trường đất đâu giơ tay mình coi thử à cũng hơn nửa lớp ha rồi bạn nào nói môi trường không khí đâu chắc phải rắn có tác động đến môi trường không khí không rồi thì cái câu trả lời của mình ha nó sẽ tác động đều cả ba cái loại môi trường này luôn đây các bạn nhìn thử một cái hình này đi một bãi rác một bãi rác hồi nãy như mình nói với các bạn ha trên thành phố hồ chí minh mình có rất nhiều cái điểm mà gom những cái xe rác mà đi lấy rác ở trong khu vực lại và những cái xe đó nó rỉ nước rỉ rác ra ngoài môi trường đây nó rỉ nước rỉ rác ra thì nước rỉ rác đó nó sẽ chạy xuống các con cống nó chạy xuống các cái con kênh ví dụ như là kênh nhiêu lộc thì nghe đi khu mình sống là hay tập trung mấy cái xe rác mình nó nước nó rỉ xuống kênh lọc lộc thì nghe đường là nó tràn nước rỉ rác ra ngoài thứ nhất nó gây mất mỹ quan thứ hai là cái mùi của nó nó gây rất là khó chịu cái mùi đặc trưng của cái xe rác là các bạn biết rồi đi nghe xe rác các bạn biết thì nó sẽ ảnh hưởng tới môi trường không khí nguyên cả cái khu vực đó nó sẽ nghe cái mùi của rác thải hoặc là cái bãi đa rác đa phước các bạn nó tới một cái mùa gió nó sẽ bay ngược cái hướng gió về lại cái khu vực phú mỹ hưng và nguyên cái khu phú mỹ hưng nó nghe toàn mùi rác không đó là lý do tại sao mà khu phú mỹ hưng ngày xưa nó rất là hot rất là đắt đỏ nhưng mà những năm gần đây thì các bạn thấy là nó chuyển dịch qua cái khu bên thủ đức rồi chứ còn cái khu phú mỹ hưng thì nó cũng ít nó ít hot hơn ngày xưa rồi rồi vậy thì đó là ảnh hưởng về mùi mùi là ảnh hưởng tới không khí rồi đúng không tiếp theo nước rỉ rác nó rỉ xuống và nó ngắm vô nó sẽ chảy trên các con sông các cái đường thoát nước và nó sẽ ngắm xuống tầng nước ngầm nó gây ô nhiễm nguyên cái tầng nước ngầm ở dưới đó là ô nhiễm tới nước rồi chắc chắn là nguyên cái khu vực đất mà ngay cái chỗ bãi rác đó thì chắc chắn nó sẽ bị ô nhiễm rồi nước rỉ rác nó ngắm xuống nó chưa kịp ngắm xuống tới cái nước ngầm thì nguyên cái khu vực này nó sẽ bị ô nhiễm nếu như mà ô nhiễm những cái chất hữu cơ thì ok coi như là không sao tại vì chất hữu cơ thì vô đất thì nó sẽ làm chất dinh dưỡng cho những cái cây cỏ nó phát triển được nhưng mà ví dụ như pin đi các bạn thải chục cục pin vô ngay khu vực đó đi là nguyên cả cái mảnh đất khu vực đó sẽ bị nhiễm kim loại nặng nhiễm trì và nó sẽ ngấm xuống luôn tới cái tầng nước ở dưới vậy thì những cái chất thải rắn chất thải nguy hại mà các bạn không phân loại không xử lý một cách đúng theo quy trình nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới cái đời sống của con người ha đây tới một cái mức mà thí dụ như con những con sông ở nước ngoài đi nó sẽ nổi rác như vậy và đâu đó các bạn liên tưởng tới cái kênh Nghiêu Lọc Thị Nghè hồi xưa lúc mà cách đây khoảng 10 đến 15 năm về trước thì rác nó cũng tầm tầm cỡ này dạo gần đây thì có những cái hội nhóm về yêu môi trường các bạn là đi dọn rác ở những con sông con kênh rồi thì cơ bản là chúng ta cũng đã giảm đi được cái 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 cảm quan cảm quan rác nó như thế này rồi nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là gì là đó là nhận thức của con người các bạn thấy sau mỗi lần mà coi pháo bông sau mỗi lần là ca nhạc hội họp gì đó đường phố là rất nhiều rác và những cái hình ảnh cuối cùng của những cái ngày thì như đêm Noel, những cái hình ảnh cuối cùng của ngày à, giao thừa đi là cái gì? là những cô lao công, những chú lao công đi dọn những cái rác cho những bạn trẻ sau khi đi trải hội về bỏ lại. đó là do ý thức của chúng ta ha rất là nhiều. có rất nhiều người các bạn nhà cửa rất sạch sẽ, gom lại thành đống rác xong rồi quăng qua nhà người ta. thì đó là cũng là ý thức của con người. chỉ cần nhà mình sạch thôi, còn nhà người ta có dơ thì kệ nhưng mà miễn nhà mình sạch là được rồi. nhưng mà khi bệnh vector gây hại chuột dán nó bò tự nhà cái bên nó bò qua mình mình cũng lại ảnh hưởng tới sức khỏe của chính nhà mình thôi đó những cái hình ảnh thực tế đây, đây là một cái hình ảnh minh họa của một cái báo quốc tế đó nó sẽ cho các bạn thấy chất thải rắn nếu như mà chúng ta chôn ở những cái bãi chôn lấp rác nhưng mà bãi chôn lấp rác nó không hợp vệ sinh thì nó cũng sẽ gây ô nhiễm như bữa trong cái bài đọc chất mình có phân tích với các bạn rồi những cái bãi chôn lấp rác bây giờ là những bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh là ở dưới đây nó sẽ có những cái tấm phủ bạc và nó sẽ có hệ thống để xử lý nước rỉ rác và hệ thống xử lý khí do cái bãi rác đó phát sinh ra thì các bạn chôn xuống nó sẽ bị phân hủy kỵ khí ở dưới nó sẽ phát sinh ra những cái hơi khí lên thì chúng ta phải xử lý nước thải xử lý khí thải từ cái bãi rác đó nếu như bãi rác đa phước sau này mà nó đóng cửa thì nó vẫn sẽ tiếp tục vận hành cái hệ thống xử lý nước thải và khí thải đó trong vòng từ 5 tới 10 năm nữa cho tới khi nào mà nó hết hoàn toàn những cái khí thải ở trong cái đống rác đó thì lúc đó nó mới đóng cửa hoàn toàn và ở phía trên bãi rác đa phước thì người ta sẽ đắp đất lên xây dựng những công trình công viên khu vui chơi trên đó thì tự nhiên thành phố hồ chí minh mình có sẽ có một cái quả đồi quả đồi đa phước ha rồi những cái khu đó bắt đầu là thành cái khu vui chơi khu du lịch thì ở hàn quốc người ta đã thực hiện xong cái quá trình đó rồi và nó tạo thành một cái công viên rất là lớn và cái công viên đó rất là nổi tiếng ha rất là nhiều người tới đó chụp hình có những cái đồng cỏ lao rất là đẹp nhưng mà không biết là ngày xưa ở chỗ đó là nguyên một cái bãi rác rất là lớn rồi Tại sao mình nói với các bạn là các cái đồ điện tử của các bạn là rác thải nguy hại Bởi vì những cái đồ điện tử ở trong đó có rất nhiều kim loại nặng Thí dụ như điện thoại Nokia ngày xưa có những cái cái nút mà bóng bóng mà mà kim loại lấp lánh lấp lánh đó các bạn Thì nó phủ Niken lên Bạn nào mà da nhạy cảm mà bấm nhiều cái nút đó thì nó sẽ gây kích ứng cái da tay của mình Là Niken ha, những cái mạ chrome nữa các bạn rồi, à, hoặc là những cái đồ mà trang sức mà các bạn mua giá rẻ đi Nó dùng kẽm rồi xong nó mạ bóng bóng lên á các bạn Mạ bạch kim lên á Thì các bạn đeo nếu mà như da các bạn mà quá mẫn cảm thì nó sẽ gây kích ứng thì nó mạ đi kem mạ đi kem đó rồi ở trong những cái đồ điện tử ngoài ra thì nó còn có thêm cả chì rồi những cái bo mạch những cái mối hàng người ta dùng chì người ta liên kết lại thì nó sẽ tạo ra nó phát sinh ra nhiều cái kim loại nặng và kim loại nặng nó phát thải vô trong môi trường nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe môi trường ha đây hồi nãy mình nói với các bạn là xà bần đó các bạn là cho quá trình xây dựng á mình đập nhà đập cửa sau đó mình xây lại á thì nó sẽ tạo ra những cái đống xà bằng như thế này và nếu như các bạn thấy một cái khu vực mà các bạn đổ cái đống xà bằng này lên thì cây cỏ cả cỏ nó sống cũng không nổi nữa chứ đừng có nói chi là những cái cuộc sống sinh hoạt bình thường thì nó sẽ phá hủy đi cái hệ sinh thái ngay cái khu vực đó rồi đây là môi trường ha à, ở long an với long an mình có một cái khu vực mang tên là hố rác ở ngay cái khúc mà từ tân an đi lên một xíu thì cái hố rác đó nhìn nó cũng na ná giống vậy nó là một cái đống rác rất là lớn của cả cái khu vực tân an và hồi nhỏ mình nhớ là mấy bạn của mình hay ra hố rác để bơi bơi coi nó có cái những cái đồ gì có giá trị để mình đem về cách đây khoảng gần 20 năm về trước thì cái hố rác đó thì nó nhìn cái quan cảnh nó cũng tương tự như thế này bạn nào ở dân ở Tân An thì các bạn sẽ biết ha thì những cái hố rác này các bạn thứ nhất là nó sẽ gây mất mỹ quan thứ hai nó sẽ gây ô nhiễm môi trường đất môi trường nước ở trong cái khu vực đó và thứ ba là nó gây mùi rất là khó chịu do đó dạo gần đây các bạn biết là mình khai thác nước ngầm lên là đôi khi chúng ta không xài được vì ở nước ngầm thứ nhất là nó có kim loại nặng à, Thí dụ như Accent nè, các bạn uống vô thì nó sẽ gây ung thư hoặc là nó sẽ có rất là nhiều phèn hoặc là phèn sắt, phèn nhôm vô Nếu mà nước các bạn xài ở nhà mà các bạn thấy nó sẽ có những cái lớp vàng vàng đóng ở khu vực xung quanh cái chỗ dò nước các bạn á là nước các bạn bị nhiễm phèn Các bạn về miền Tây thì sẽ thấy rất là rõ cái vấn đề đó ha Thì đây là một cái bãi rác Rồi, à, những cái bãi rác rác thải công nghiệp thì à, nó sẽ có nhiều cái giống như thế này ha các bạn khi mà đốt xong dù các bạn đốt xong rồi thì cái lượng sỉ cho dư lại của cái phần cái bạn đốt thì các bạn cũng phải đem đi xử lý tại rác các bạn đốt nó không bao giờ nó sẽ cháy hoàn toàn hết và nó sẽ tạo thành những cái tro sỉ và cái việc sau khi đốt xong các bạn phải giải quyết hai vấn đề một là xử lý ô nhiễm không khí và hai là xử lý cái tro còn sót lại của quá trình đốt nên là dù các bạn có xử lý và phương pháp đốt hay các bạn xử lý bằng các phương pháp chôn lấp thì các bạn vẫn sẽ có nhiều cái bài toán để các bạn có thể triển khai được nếu mà chôn thì các bạn cũng phải xử lý nước thải xử lý khí thải đốt thì các bạn xử lý khí thải xử lý chất thải rắn còn lại qua quá trình đốt chất trơ đó các bạn nó rất là phức tạp ha rồi đây ô nhiễm khí thì các bạn đọc thêm ha thì đây là ống khói của một cái nhà máy à, thì như mình nói với các bạn rồi À, các cái nhà máy công nghiệp những cái nhà máy sản xuất thủ công nghiệp công nghiệp thì nó phải nằm ngoài khu dân cư thí dụ như mà nếu mà nó nằm gần những khu dân cư mà khi có sự cố xảy ra thì nó giống như cái vụ mà cháy cái nhà máy rạng đông đó các bạn nó phát thải khối thải mà có thủy ngân bay hết nguyên cái khu vực ngay khu vực của thành phố hà nội thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của người dân ha nên là thường những cái công ty nhà máy xí nghiệp thì thường nó sẽ nằm ở một cái khu công nghiệp tách biệt ra với khu dân cư rồi, đây là những cái bãi rác ở nông thôn ha. Nếu mà các bạn đi đâu đó về miền Tây hoặc là những cái khu vực của thành phố Hồ Chí Minh mình cách đây khoảng 20 năm về trước các bạn lên ở quận 5 các bạn thì các bạn thấy một buổi sáng đôi khi là những cái bãi rác nó chất đóng ở ngay công viên Hòa Bình khu vực đó. Và mình nhớ đâu đó cách đây khoảng 10 năm mình đọc báo thì vẫn có thấy người ta phản ánh cái vụ là những cái bãi rác ở công viên Hòa Bình người ta để lộ thiên như thế này. Nhìn rất là mất mỹ quan ha. Bây giờ thì hết rồi, bây giờ thì nó bỏ vô thùng nhưng mà cái thùng đó thì nó vẫn rỉ nước rỉ rác ra ngoài nha các bạn thì cái đường ngay khu vực đó thì vẫn rất là dơ đây đây là hình ảnh thực tế luôn thành phố hồ chí minh mình ngày xưa lúc mà còn không chưa đổi món bảo hiểm ra đường nha các bạn đó đây là hình ảnh thực tế <laughs> rồi uh, tác động tới con người thì rất là nhiều tác động tới sức khỏe con người nếu như con người sống ở trong một cái khu vực mà nó bị ô nhiễm môi trường thí dụ như là ô nhiễm môi trường nước do rác thải đi thì nguyên cả cái khu vực đó thứ nhất là có nguy cơ mắc bệnh rất là cao đã từng có một cái khu vực mà nguyên cả một cái làng bị ung thư do là nước thải từ nhà máy người ta thải ra ngoài và người dân sử dụng cái nước thải đó làm cái nước thải sinh hoạt tưới tiêu rồi tắm giặt vân vân thì đó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều hoặc là à, những cái đồ thủy tinh hoặc là những cái đồ sành sứ các bạn làm bể đi các bạn bỏ vô thùng rác mà các bạn không có ghi rõ nhãn mát cho dán lên trên á thì những cái người công nhân thu gom rác có thể người ta đạp phải người ta bốc vô phải mà người ta bị đứt tay đứt chân bởi những cái đồ thủy tinh nó rất là nhiều nên là khi các bạn bỏ những cái đồ thủy tinh hoặc là đồ gốm bị bể thì các bạn nên đóng vô cái hộp giống như hộp hàng shopee đi các bạn đóng vô ràng băng keo lại nhưng mà cái việc đóng như vậy nó sẽ an toàn cho người thu gom nhưng mà lại gây khó khăn cho quá trình xử lý chất thải tại vì nếu mà các bạn để cái đồ gốm không thì người ta có thể phân loại ra người ta xử lý ngay đi ngay và luôn còn nếu mà các bạn ràng keo vô thì các bạn phải xử lý cái lớp keo nè rồi xử lý cái lớp cạc tông của nó nè rồi xong các bạn mới xử lý cái phần ở bên trong đó các bạn biết một cái ly giấy á các bạn người ta là dạo gần đây á hay có một cái là trào lưu là sử dụng ly giấy để bảo vệ môi trường thay cho các cái ly nhựa như thế này nhưng mà bây giờ mình nó thẳng nha hà mình xài ly nhựa thì người ta thu gom người ta xử lý nó sẽ dễ hơn xử lý ly giấy tại các bạn biết là ly giấy không phải là nó hoàn toàn bằng giấy đâu nó sẽ có trét một cái lớp mỏng nhựa ở bên trong để cho nó ngưng cái thấm nước ra bên ngoài nếu mà các bạn sử dụng ly giấy không thì nó sẽ rất là dễ bị thấm nước ra bên ngoài nó sẽ dễ bị mềm Ví dụ bạn ngồi cái quán cà phê đó bạn ngồi hai tiếng đồng hồ đi là cái nước nó sẽ ngấm ra và nó sẽ làm mềm cái ly nó sẽ dễ đổ ra ngoài thì người ta sẽ trét một cái lớp nhựa lên và chính cái lớp nhựa đó khiến cho cái quá trình xử lý cái ly giấy đó gặp khó khăn tại vì nó không phải là nhựa hoàn toàn mà nó cũng không phải hoàn toàn xử lý theo quy trình của nhựa thì nó sẽ lẫn giấy vô mà xử lý theo quy trình của giấy thì khi đốt lên nó sẽ có nhựa trong đó và cái hệ thống xử lý khói người ta không có xử lý được đó vậy thà mình sử dụng cái ly nhựa mình gom lại mình tái chế nó thì nó sẽ dễ hơn là các bạn sử dụng ly giấy mà có trét một cái lớp nhựa lên rồi đó là những tác động tới con người ha giờ bây giờ mình sẽ nói với các bạn một cái nội dung mà mình nghĩ là rất cần thiết cho cái cuộc sống của các bạn trong tương lai thí dụ các bạn mua bình nước các bạn mua những cái đồ bằng nhựa để các bạn xài thì cái là loại nào phù hợp với mục đích sử dụng gì cái này thực tế lắm nha giờ mình hỏi các bạn một câu trước ở đây có bạn nào xài bình nước bằng nhựa không rồi các bạn nào có quan tâm là cái bình nước của bạn là loại gì không? Rồi ok quan tâm vậy là về mặt kiến thức là các bạn hơn một bậc rồi đó Rồi vậy thì khi các bạn mua cái bình nhựa đó các bạn có đọc hướng dẫn sử dụng của cái bình nhựa đó không? Cả cái bình inox này cũng vậy Các bạn mua về các bạn biết là cái bình nó đựng nước thôi Bất cứ chất lỏng gì các bạn cũng bỏ vô Mà các bạn có bao giờ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của cái bình đó không? Phúc Long Starbucks nó làm những cái bình bằng kim loại, những cái bình bằng nhựa, nó luôn luôn kèm theo một cái nhãn dán là hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hầu như các bạn mua về các bạn xài, các bạn bỏ đủ thứ nước hết, nước cam, nước chanh, Pepsi, Coca, cà phê các bạn cứ tổng vô cái bình đó các bạn đem theo. Nhưng mà các bạn không coi thử coi là cái bình của các bạn chứa được cái loại nước gì. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ phân tích cho các bạn kỹ cái vấn đề này ha, tại vì đôi khi các bạn xài các bạn chỉ biết là à mua về đựng nước, cái gì là chất lỏng mình bỏ vô thôi. Rồi, vậy thì trong số tất cả các loại nhựa thì hiện nay về nhựa thì nó sẽ có 7 cái mã số ở trên cái đáy của cái chai bình nhựa hoặc là đồ nhựa 7 mã nha nhớ cho mình hiện nay là có 7 cái mã số thì trong đó từ 1 tới 6 là những loại nhựa xác định và nhựa số 7 là tất cả những loại nhựa còn lại số 7 này có thể là nhựa polycarbonate như là cái nhựa để tạo ra cái lớp vỏ của điện thoại Nokia các bạn polycarbonate nhưng mà ngoài ra thì nó còn có nhiều loại nhựa khác ví dụ như là nhựa Tritan nhựa titan thì là cái loại nhựa bây giờ là rất nhiều các công ty sử dụng để làm các bình nước bán ở trong siêu thị nè bán ở trong các cái mặt hàng tặng kèm theo như con gáp này coca cola nó bán nó tặng kèm theo cái bình nước á cũng là nhựa titan rồi thì lát mình sẽ phân tích kỹ hơn cái loại nhựa đó vậy thì trong bảy cái mã này nhớ cho mình ha trong bảy cái mã này thì mã số 2, mã số 4, mã số 5 là phù hợp phục vụ cho mục đích sử dụng ăn uống của con người thật ra thì số 1 cũng được số 1 đó chính là mấy cái chai bét của các bạn mua nước bình thường á những cái chai nước mà sử dụng một lần đó, đó là nhựa số 1 nhưng mà các bạn chỉ sử dụng một lần duy nhất thôi chứ không sử dụng lần thứ hai tại vì á khi các bạn xài trong quá trình xài nó sẽ va đập nó sẽ rớt xuống thì nó sẽ biến tính ví dụ các bạn lấy cái tay các bạn bẻ thử cái chai nhựa bét đi các bạn bằng bẻ thì nó sẽ bị đổi màu nó sẽ đục đục lên có nghĩa là nó đã biến tính rồi biến chất rồi thứ hai nữa cái chai nhựa bét này nè các bạn xài hơn 7 tháng thì nó sẽ tự động nó sẽ tự biến tính đi nó sẽ gây độc cho các bạn rồi thứ ba nữa là các bạn để nước mà cái nước đó mà nó hơn 60 độ C là nó cũng gây biến tính cái nhựa đó luôn. Các bạn thấy có mấy cái clip đi ăn giả ngoại rồi xong đổ súp vô trong cái ly nhựa vừa đổ sau cái ly nhựa biến mất tiêu luôn là do nó nóng quá nó teo cái ly nhựa lại, nó gây biến tính. Rồi vậy thì ngày xưa các bạn thời mình còn học cấp 1 đó, rất hay có cái dụ là mua cái chai trà xanh không độ màu xanh xanh đó các bạn xài uống hết xong xúc rửa sạch xong xài nó từ lớp 1 tới lớp 5 đúng một chai nước đó ngày nào cũng dở nước theo đi học đúng cái chai đó cái chai đó dày nó bền nó đẹp nhưng mà cuối cùng mình xài xong thì mới biết là chỉ cần 7 tháng thôi là cái chai nó biến tính rồi rồi cái nhựa số 4 này phù hợp để làm các cái loại bao bì sản phẩm nhưng mà chỉ cũng chỉ sử dụng để bao bì sản phẩm bình thường thôi như là vỏ kẹo nè bao bì ni lông bình thường hoặc là những cái lớp màng cái lớp siêu ở trên những cái ly nước của các bạn á nhưng mà khi các bạn xài mà nó ở nhiệt độ cao lên từ 60 độ C trở lên nó sẽ biến tính và nó gây độc cho cơ thể các bạn. Vậy thì chốt lại ha, trong 7 loại nhựa này thì nhựa số 5 là phù hợp nhất đối với cái hoạt động ăn uống, kể cả ở nhiệt độ cao luôn. Tại nhựa số 5 là nhựa polypropylene là nó có khả năng là chịu nhiệt tới 165 độ C. Thích hợp để các bạn sử dụng nhiều lần, có thể rửa, có thể bỏ vô tủ hấp sấy và những cái bình mà lấy mẫu mà mới lấy mẫu vi sinh đó các bạn các bạn học thực hành ở dưới bình chánh mình sẽ hướng dẫn các bạn về lấy mẫu vi sinh thì nó sẽ phải sấy hấp sấy những cái bình ở trong cái máy tiệt trùng á thì cũng phải là nhựa bb này thì nó mới chịu được nhiệt độ cao rồi nhựa số 1 thì thường được sử dụng làm gì làm các cái chai nước đóng chai uống nhanh thí dụ như những chai xuất số của các bạn đây mà nhớ sử dụng một lần thôi sử dụng quá lâu hoặc là ở nhiệt độ cao thì nó sẽ gây biến tính bây giờ thì mình biết là các bạn sẽ không có xài lại cái mấy cái chai này đâu nhưng mà hồi xưa là các bạn là sẽ mua về là xong thấy cái chai nào đẹp là cứ xài xài đâu đó mấy tháng trời sau các bạn mới bỏ ra rồi cái loại thứ hai là HDPE ha cái loại này thì có thể đựng những cái loại mà thực phẩm được nhưng mà cái tính chất của nó là có những cái hang cái hốc ở trong đó và nó sẽ dễ động lại những cái chất còn dư và mình vệ sinh không sạch thì nó sẽ gây ra nhiễm vi sinh vật rồi nhựa số 3 nhựa BBC này Nhựa BBC này ngày xưa là cái loại nhựa đầu tiên du nhập vào Việt Nam ha Cách đây trước giải phóng Năm 1956 là cái nhựa này là nhựa đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam Và phục vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng Thì nhựa BBC này bây giờ các bạn thấy ở đâu nhiều nhất Đó chính là những cái ống nước đó các bạn Ống nước màu nâu nâu, ống nhựa bình minh, ống nhựa tôn hoa sen rồi á Là dùng nhựa BBC này Và tính chất của nó khi các bạn hơ lên là nó dễ bị biến dạng Và cái mùi nó rất là sốc, cái mùi rất là hăng Rất là khó khó ngửi nhưng mà ống nước hiện nay chúng ta dùng vẫn là nhựa BPC này rồi nhựa LDPE là nhựa số 4 này thì thường làm các cái loại siêu màng bọc thực phẩm ni lông nữa các bạn rồi nhựa số 5 này ha các bạn nhớ polypropylene đây là cái loại nhựa mà phù hợp cho cái mục đích ăn uống nếu như các bạn thấy bất kỳ một cái sản phẩm nhựa nào mà có số 5 này thì các bạn cứ an tâm các bạn xài tại vì uh, thứ nhất là nó có thể chịu được nhiệt độ cao trên 165 độ C và thứ hai là nó có khả năng là sử dụng được ở một số những cái khu vực như là lò vi sóng nè rồi có thể dùng để hấp sấy lại được và có thể tái sử dụng nhiều lần cái ly nhựa mà các bạn mua ở trong cái xe eleven đó các bạn thì cái nắp đó là bằng nhựa số 1 nhưng mà cái thân của cái ly thì là bằng nhựa bằng nhựa số 5 hồi qua mình mới mua mình coi mình mới thấy thì qua là mình pha nước sôi so, mình pha trà ở trong cái ly đó luôn vẫn không sao tại vì dù nó mỏng nhưng mà nó vẫn chịu được nhiệt độ tới 165 độ C ha ở đây cái 167 thì tùy theo tùy theo cái bài báo mà các bạn trích dẫn nghiên cứu cái 165 đó là mình lấy theo thông tấn xã Việt Nam thì là cái slide cuối ha rồi cái nhựa số 6 này thì thường được dùng để làm cái hộp cơm của các bạn nè các bạn nào ăn cơm ăn xôi các bạn chú ý ha khi các bạn ăn các bạn mua những cái đồ nóng các bạn bỏ vô cái hộp cơm hộp xôi các bạn sau khi các bạn ăn xong các bạn thấy là cái lớp mà tiếp xúc giữa đồ ăn với lại cái hộp đó, nó sẽ bị biến dạng nó bị nóng và nó sẽ hình in hình đồ ăn các bạn lên trên đó luôn thì, thì lúc đó là nó phát sinh ra chất độc ảnh hưởng tới sức khỏe các bạn và rất nhiều bài báo đã đưa lên cả thông tin chính phủ cả những cái kinh truyền thông lớn của Việt Nam mình đưa lên là những cái hộp này nó có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe các bạn tại hộp này là hộp tái chế các bạn sau khi nó lấy về nó tái chế từ nhiều loại nhựa nó tạo ra cái loại này rồi nhựa số 7 nhựa số 7 này là một cái loại nhựa mà gây nhiều tranh cãi nhất ha tại vì nhựa số 7 thì theo bản chất là nó không phù hợp cho mục đích ăn uống tại thưa nhựa số 7 là nhựa polycarbonate rồi nhựa tritan mà nó có BPA trong đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe các cái bình nước này các bạn cái bình nước uh, lavi, này những cái bình nước này nó làm bằng nhựa số 7. vậy thì khi các bạn đổi nước thì người ta cứ lấy ra lấy vô đổ nước vô mà người ta không coi kỹ lại thì nó cũng có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn rồi uh, cái nhựa số 7 này ngoài ra bây giờ trên thị trường nó sẽ có một cái loại là tritan free bba nó ghi rõ ràng là tritan free bba như thế này đây là những loại nhựa mà vẫn phù hợp cho mục đích ăn uống nhưng các bạn nhớ ha nó sẽ có hướng dẫn sử dụng những loại nhựa này là được kiểm định chứng nhận từ cái dược phẩm công ty dược phẩm hoa kỳ ha và nó chứng nhận là cái này là phù hợp cho mục đích ăn uống nhưng mà nó sẽ có những cái hướng dẫn sử dụng nếu các bạn làm sai hướng dẫn thì nó vẫn sẽ biến tính và nó vẫn gây độc cho sức khỏe con người đây ví dụ một cái bình mình lấy một cái bình một cái sản phẩm được bán ở Takashimaya ở thành phố hồ chí minh mình trích dẫn nguồn trực tiếp từ cái trang của cái sản phẩm đó luôn thì các bạn thấy ha đây là một cái bình nước được làm bằng nhựa tritan free bbi thì đây là những cái điều mà các bạn không được làm với cái bình nước này Không được cọ rửa bằng những cái vật cứng Vì các bạn thí dụ như những cái miếng xước bằng kim loại bằng chùi vô Nó sẽ tróc những cái cái hoa văn in trên này nó gây xấu cái bình Hoặc là nó tróc đi cái lớp nhựa bảo vệ bề mặt của cái lớp nhựa này Và nó để làm lộ ra cái lớp ở bên trong Nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe các bạn Rồi thứ hai là nếu như các bạn dùng ở nhiệt độ cao, thí dụ như lò vi sóng, lò khử trùng nó sẽ làm biến tính cái sản phẩm này, nó sẽ làm thay đổi hình dạng thay đổi màu sắc và nó sẽ phát ra những cái chất độc vô trong cái thức phẩm các bạn tiếp theo là không được để những cái nước mà có tính chất axit tính kèm mạnh thí dụ như là các bạn bỏ pepsi vô nè coca cola vô nè hoặc là các bạn pha nước cam đi cam cam không đường không đá bạn bỏ ở đây mỗi ngày bạn uống thì những cái nước cam đó nó cũng làm thay đổi tính chất của cái bình này và nó đã ghi rõ ràng trên này luôn ha rồi hạn chế rơi rớt va chạm các bạn thấy cái bình bằng nhựa rớt các bạn nghĩ nó không sao nhưng mà rớt xuống rồi nó sẽ bị mớp nó sẽ bị cấn mặc dù nó không chảy nước ra nhưng mà nó cũng sẽ gây biến tính thì các bạn lấy một cái loại nhựa các bạn cứ hỏi bẻ thử đi bẻ thử thì ngay cái khu vực bẻ nó sẽ biến dạng nó sẽ đổi màu nó sẽ đục lên bạn nào về thử bẻ thử một cái loại nhựa bằng bẻ qua bẻ lại thì nó sẽ biến sẽ đổi màu thì nó sẽ gây biến tính đúng không vậy thì tất cả cái bình nước này nó đều có hướng dẫn sử dụng vậy thì cái câu mà mình luôn hay dặn các bạn khi đi thực hành ở dưới bình chánh là cái gì là bất cứ các bạn xài thiết bị nào hay mua đồ điện tử gì hay sử dụng bất kỳ một sản phẩm gì các bạn cũng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nó mình sẽ không đi sâu vô các cái gọi là quy trình sử dụng thiết bị tại vì tương lai chắc gì các bạn đã xài đại đúng cái thiết bị ở đâu nhưng mà mình khuyên các bạn là xài cái gì thì cũng phải đọc hướng dẫn sử dụng của nó trước ha rồi vậy thì uh... mình sẽ tới cái slide này đây là cái slide mà được thông tấn xã việt nam ban hành ra này là của một cái cơ quan của nhà nước ha nó là một cái cơ quan công luận của nhà nước vậy thì cái này nó có độ uy tín đối với việt nam vậy thì các bạn thấy hầu như những cái loại nhựa mà sử dụng được ở cái giai đoạn đầu đó, chưa bị biến tính đó các bạn có thể phục vụ cho ăn uống á ví dụ như hai bốn nè năm nè thì là nó có khả năng nó chịu đựng ở nhiệt độ cũng tương đối cao nhưng mà cái nhựa số 2 này là các bạn có thể tái sử dụng được nhưng mà nó sẽ dính lại những cái cặn bẩn tại cái nhựa này cái bề mặt nó lòi lõm nó không có đồng đều nên là những cái chất ví dụ như sữa đi nó sẽ dính lại các bạn vệ sinh không sạch thì những cái sữa đó nó sẽ bám vô và nó gây ra ô nhiễm sinh vật trong cái bình nước của các bạn còn những cái loại nhựa thí dụ như là nhựa số 5 này nó thể chịu được tới 167 độ c vậy thì uh, nó sẽ an toàn cho quá trình sử dụng của các bạn ha nó sẽ không có gây ảnh hưởng gì nếu như các bạn xài dưới cái nhiệt độ này mà các bạn nấu nước sôi các bạn trụng thì cũng là 100 độ c thôi đau hơn đâu đúng không nên là vẫn sử dụng an toàn còn những loại nhựa khác dù nó có khả năng sử dụng ở giai đoạn ban đầu Nhưng mà khi mà các bạn để nhiệt độ cao thì nó đều ra biến tính và nó gây ra chất độc gây ô nhiễm rồi nhựa số 7 này, các bạn nhớ là lựa chọn nhựa số 7 thì phải có cái chữ là free BBA thì mới sử dụng được Còn nhựa số 7 bình thường không, nếu mà nó chỉ ghi nhựa số 7 thôi thì nó sẽ không phù hợp cho mục đích ăn uống nên là nhiều cái bình nước ở trên mạng cho nổi trên mạng Hồi xưa có cái bình 1,5 lít mà màu sặc sỡ từ đỏ sang cam ra từ đỏ sang cam đó các bạn Sách đi yeah. á Thì đã VTV đã lên một cái bài là nói là cái bình đó có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người rồi Và đó được làm bằng nhựa số 7 này Và nó không có free BBA Ngoài ra thì những cái hãng nổi tiếng thì chúng ta sẽ còn có thêm những cái ký hiệu khác Ví dụ như là các bạn thấy cái ký hiệu này là nó phù hợp cho mục đích ăn uống Nhưng nó phù hợp tới mức nào thì các bạn phải coi cái loại nhựa đó là loại nhựa gì Thí dụ như số 2 cũng phù hợp, số 4 cũng phù hợp, số 5 cũng phù hợp nhưng mà các bạn để đồ nóng lên một xíu là nó sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe các bạn. Rồi, cái hình ảnh này là được sử dụng trong lò vi sóng nè. Cái hình ảnh này là có thể sử dụng để cấp đông cấp lạnh đồ thực phẩm của mình nè, hoặc đây là những cái nhiệt độ tối đa của cái nhựa có thể chịu đựng được. Thì những cái hãng lớn thì người ta sẽ in thêm những cái logo này lên trên cái cái đấy. Bạn nào mà muốn biết rõ cái này, chiều nay ra xe Bình mua một cái ly nước đá về coi dưới đít cái ly nó sẽ có đầy đủ hết tất cả những ký hiệu này cho các bạn về mô thử coi thử ha rồi bây giờ tới các bước xử lý rác thải thì cái này mình sẽ đi nhanh qua thôi à, mình sẽ nhấn mạnh những cái phần nào trọng tâm mình sẽ đi nhanh qua thôi tại vì các bạn là bác sĩ các bạn không phải là kỹ sư môi trường nên là các bạn không cần phải đi sâu vô những cái lĩnh vực xử lý chuyên về rác thải này ha nhưng mà chỗ nào có thi thì mình sẽ nói ha mình sẽ ôn cho các bạn uh, những phần trọng tâm để các bạn có thể uh, biết được là cái nào là phần chính trong đây và như mình nói rồi trọng tâm là gì là những cái phần mà khả năng cao có trong đề thi ngoài ra mình sẽ có những câu hỏi ngoài những cái phần trọng tâm đó mà các bạn phải theo dõi trong quá trình mình trao đổi với các bạn ha vậy thì hiện nay chúng ta sẽ có những cách để rác thải gồm có năm cái cách chính này thứ nhất là gì bãi rác tập trung bãi rác tập trung là những bãi rác lộ thiên không có che đậy không có bao phủ và không có hợp vệ sinh có nghĩa là người ta chất đóng thành một đống đó để chờ người ta đi gom giống như những cái bãi rác lộ thiên hồi nãy mình cho các bạn coi thứ hai là đốt đốt này thì nó sẽ có hai dạng ha đốt có hệ thống xử lý khí thải và đốt bình thường đốt bình thường là giống như là các bạn thấy là nông dân ở dưới quê mình hay có cái kiểu là gom thành một đống rác để đốt đốt để tiêu hủy đi đó thì đó là đốt lộ thiên ha rồi tái sử dụng tái chế tái sử dụng tái chế này thì dành cho những cái loại mà có khả năng tái sử dụng được ví dụ như những cái chai nhựa chứ có ai mà đem nguyên cái chân gà ăn còn dở một nửa chân gà đem đi tái chế không các bạn không ha cái đó là những cái thực phẩm hữu cơ thì không có tái chế được phải là những cái như chai nước nè bịch ni lông nè vân vân thì mới tái chế được chôn lấp chôn lấp thì đa phần bây giờ là hiện nay thì nó vẫn là chính ở việt nam mà chôn lấp phải gọi là chôn lấp hợp vệ sinh có nghĩa là nó phải có hệ thống xử lý nước thải khí thải của cái bãi chôn lấp đó ổ phân ổ phân này từng là một cái hướng rất là được ưa chuộng trong cái ngành kỹ thuật môi trường hoặc là ngành kỹ thuật nông nghiệp để mà biến những cái phụ phẩm, phế phẩm từ quá trình chăn nuôi sản xuất trở thành một cái gì đó nó có ý nghĩa để làm chất dinh dưỡng, để làm những cái nội dung khác nhưng mà cái ủ phân này hiện nay thì nó kém đi rồi, tại sao? tại vì các bạn biết là người nông dân người ta ủ phân xong cái giá thành, cái công sức của người ta ủ phân rất là cao nhưng mà khi mà người ta bán ra bên ngoài á cái giá nó phải tương xứng với cái công người ta bỏ ra mà bán mắc hơn cái phân hóa học thì người ta không ai bán được người ta không bán được đó nên là bây giờ cái ủ phân này chỉ là sử dụng tại gia thôi có nghĩa là nhà mình phát thải ra chất ô nhiễm xong mình ủ phân đó rồi mình lại lấy cái đó mình bón cho cây cỏ nhà mình thì thường được sử dụng tại gia là nhiều ha rồi rác thải y tế bây giờ mình sẽ tới cái phần rác thải y tế thì các bạn tập trung vào phần này tại vì đây là cái phần liên quan trực tiếp tới ngành nghề của các bạn ha à, một cái bông gòn bình thường nó là rác thải sinh hoạt nhưng mà các bạn dùng cái bông gòn đó các bạn thấm các bạn cầm máu cho một cái người bị tai nạn giao thông ở trên đường đi các bạn có khăn giấy các bạn lại các bạn chạm máu thì cái miếng khăn giấy đó trở thành rác thải có yếu tố lây nhiễm và nếu các bạn quăng ra quăng ra bên ngoài mà cái người thu gom rác đi lỡ mà người ta bị tai người ta đụng vô mà cái trong cái máu này có virus HIV có virus viêm gan B thì nguy cơ mắc bệnh của những cái người thu gom rác rất cao thì đây là một cái dạng thường gặp ha đi ra ngoài đường rất là nhiều hay gặp mấy này rồi vậy rác thải y tế là gì nói một cách nôm na dễ hiểu rác thải y tế là những loại rác thải mà phát sinh trong quá trình hoạt động y tế ở các cơ sở y tế à, trong cơ sở y tế các bạn có ăn cơm không có thì những cái hộp cơm nó vẫn là được xếp vào rác thải y tế nhưng mà gọi là rác thải sinh hoạt trong cơ sở y tế nên là bởi vậy các bạn thấy những cái bệnh viện nó đều sẽ có rất là nhiều thùng rác với nhiều màu khác nhau thì lát mình sẽ phân tích kỹ những cái màu của cái thùng rác đó ha rồi vậy nói chung là đây là cái nguồn phát thải của rác thải y tế các bạn coi thêm thôi nói chung ở đâu có hoạt động y tế mà phát thải ra những chất gọi là rác thải thì đó được gọi là rác thải y tế vậy thì rác thải y tế sẽ được chia thành 3 nhóm chính thứ nhất là rác thải lây nhiễm thứ hai là rác thải nguy hại không lây nhiễm và thứ ba là chất thải y tế thông thường thì ba cái này là ba cái nhóm chính trong rác thải y tế được quy định ở trong cái thông tư số 58 2015 của bộ y tế liên kết với bộ tài nguyên môi trường đây là thông tư liên tịch thôi các bạn Vậy thì các bạn nhớ cho mình cái thông tư này ha, highlight lại. Thí dụ mình hỏi các bạn là hiện nay có một cái thông tư nào đó mà phân chia các loại rác thải y tế. Đó là thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Y tế. Thì đó là thông tư số bao nhiêu thì các bạn phải nhớ là 58 2015 ha. Rồi. Vậy thì trong rác thải lây nhiễm, bây giờ mình đi sâu vô, rác thải lây nhiễm thì nó lại chia thành bốn cái loại hình khác, đó là rác thải lây nhiễm sắc nhọn Thí dụ như là dao mổ nè, kim tiêm nè, đó là những cái mà có khả năng gây đâm chọc thủng vào da của những cái người thu gom rác. Thì đây là những loại rác thải lây nhiễm có sắc nhọn. Cái loại thứ hai là chất thải lây nhiễm không sắc nhọn. Thí dụ như là bông gòn, bông gạt các bạn thấm máu xử lý vết thương cho người bệnh thì nó có khả năng lây nhiễm nhưng mà nó không sắc nhọn. Rồi thứ ba là chất thải lây nhiễm có nguy cơ lây nhiễm cao Thí dụ như là những cái dụng cụ, những cái mà đồ mà các bạn xử lý vết thương Thí dụ ben nè, kèm nè, kèm nhổ răng hoặc là ben kéo mà nó dính máu của người bệnh Thì nó là những cái chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao ha Nếu mà đồ sử dụng một lần Rồi chất thải giải phẫu, thí dụ như là những cái sản phẩm, những cái mà bạn cắt ra từ người bệnh Thí dụ như là khối u hoặc là những cái phần có thể bị cắt ra Thì đó là những chất thải giải phẫu Vậy thì các bạn nhớ trong chất thải lây nhiễm nó sẽ có bốn cái loại này Slide mình mới cập nhật lại rồi nên là các bạn sẽ dạy slide cũ thì nó sẽ hơi khác xíu ha Rồi đây là chất thải không lây nhiễm Ví dụ như là chất thải nguyên không lây nhiễm là gì? Là những cái vỏ chai thuốc các bạn xài hết Thì cái thuốc ở bên trong đó nó lại là những cái chất có thể gây nguy hiểm tới môi trường Ví dụ như thuốc kháng sinh các bạn bỏ ra ngoài Thì vi sinh vật, những cái sinh vật mà có ích cho môi trường á Nó cũng sẽ chết do cái thuốc kháng sinh đó trong môi trường ngoài những cái sinh vật có hại ra thì những sinh vật còn lại nó rất là giúp ích cho môi trường nó phân hủy các chất hữu cơ nó sẽ giúp xử lý nước thải khí thải vân vân mà các bạn quăng cái những cái chỏ cha này ra có chất kháng sinh vô nó sẽ gây ra ảnh hưởng tới những con vi sinh vật có lợi thứ hai là những cái dược phẩm mà các bạn xài xong mà các bạn đổ ra ngoài rồi à, những cái thiết bị y tế bị vỡ ví dụ như là những cái nhiệt kế thủy ngân các bạn đổ làm bờ vỡ nó ra thì nó sẽ ra thủy tinh nè nó ra thủy ngân nè những cái đó thì nó cũng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người rồi cái chất hàng răng amalgam này amalgam này thì nó cũng là một cái chất gây hại tới sức khỏe con người rồi còn lại còn lại là chúng ta sẽ căn cứ theo cái thông tư số 36 2015 của bộ tài nguyên môi trường để chúng ta căn cứ coi đó là chất thải nguy hại hay không ví dụ như là bóng đèn bóng đèn ở trong bệnh viện thì nó là chất thải nguy hại không lây nhiễm ở trong bệnh viện hoặc là đồ điện tử trong bệnh viện thí dụ những cái thiết bị điện tử mà bị hư rồi các bạn bỏ đi thì nó là chất thải nguy hại của bệnh viện phát sinh ra thì nó sẽ nằm ở trong cái thông tư số 36 này các bạn hay là dùm mình cái thông tư này ha vậy thì có thể là mình sẽ cho các bạn là chất thải nguy hại không lây nhiễm ngoài bốn những cái yếu tố trên đây thì nó sẽ còn một cái được quy định trong cái thông tư thì thông tư đó là thông tư số bao nhiêu thì các bạn phải nhớ là thông tư số 36 2015 của bộ tài nguyên môi trường rồi thì uh chất thải lây nhiễm thông thường các bạn chất thải y tế thông thường là những cái loại chất thải mà các bạn sinh hoạt bình thường ở trong cái bệnh viện của mình ví dụ như buổi trưa các bạn mua hộp cơm và các bạn ăn cơm ở bệnh viện hộp cơm của các bạn là đó là rác thải thông thường nhưng mà phát thải ở ngay khu vực y tế thì nó là rác thải thông thường ở cái chỗ y tế của các bạn ha thì đó là những cái bình thường ví dụ như nước thải của bệnh viện này hoặc là những cái loại mà khí thải do quá trình đốt rác ở bệnh viện có nhiều bệnh viện lớn là nó có sẽ có một cái lò đốt rác ở trong cái bệnh viện luôn thì khí thải do quá trình đốt rác đó cũng là một diện chất thải của quá trình hoạt động y tế rồi ảnh hưởng thì những người ở trong bệnh viện sẽ là những cái người mà có nguy cơ tiếp xúc với những cái chất này nhiều nhất ví dụ như bác sĩ nè điều dưỡng nè hoặc là những người công tác trong cái bệnh viện đó như bảo vệ hoặc là những nhân viên trong bệnh viện đó là những cái người có nguy cơ tiếp xúc nhiều nhất với những cái chất thải này ngoài ra thì bệnh nhân nếu như lưu trú lâu ở bệnh viện thì cũng có nguy cơ tiếp xúc nhiều với những cái yếu tố này nên nên là thường những cái bệnh viện lớn sẽ có một cái khu để rác ở xa cái khu vực mà thăm khám bệnh hoặc, hoặc là công tác của các bạn thường các bệnh viện các bạn ở phía trước là cái khu vực khám bệnh đúng không rồi xong tới cái khu vực nằm của bệnh nhân rồi cuối cùng xa ở phía sau mới là một cái khu xử lý nước thải và là cái khu để chứa rác rồi những cái ảnh hưởng này thì cũng tương tự như là rác thải thôi nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người và ảnh hưởng tới môi trường các bạn có thêm ha đối với chất độc thì nó sẽ có ba con đường lây nhiễm là qua da qua hệ hô hấp và qua hệ tiêu hóa còn đối với chất thải lây nhiễm mà có yếu tố mà vi sinh vật ở trong đó thì các bạn sẽ nhớ giùm mình bốn đường là qua da qua niêm mạc qua đường hô hấp và qua đường tiêu hóa nó sẽ khác biệt so với các bài độc chất ha độc chất chất hóa học thì có là ba đường nhưng mà đối với những yếu tố mà liên quan tới vi sinh vật thì nó sẽ có bốn đường đây là hình ảnh uh những cái hệ thống uh, thu gom rác phân loại rác chạy bằng cơm ha cái này đúng nghĩa là chạy bằng cơm luôn ở nước ngoài là chúng ta sẽ có một cái đội rác nó chạy qua cái băng chuyền xong những người đó người nào thu gom vỏ chai người nào thu gom chai nước thu gom bình ni lông người ta sẽ bóc từng miếng từng miếng người ta sẽ bỏ vô đúng vị trí cái này là công nghệ đã lâu lắm rồi các bạn thấy cái màu hình cũng là rất là cũ rồi rồi uh, những ảnh hưởng này các bạn coi thêm ha mình sẽ không đi sâu cho anh, anh ảnh hưởng rồi bây giờ mình sẽ tới là tác động của nó thì nó cũng sẽ tác động lên cả ba môi trường là môi trường đất môi trường nước và môi trường không khí tùy theo các bạn đang tiếp xúc với cái chất đó ở trong cái môi trường nào ví dụ như các bạn tiếp xúc nó ở dạng rắn thì các bạn ở trên mặt đất các bạn những cái vỏ che thuốc các bạn đụng vô hoặc là thủy ngân các bạn làm bể ra các bạn đụng vô nó ở trên đất thì các bạn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe còn nếu như mà nó bay thủy ngân các bạn biết là nó có thể bay hơi tại vì ở nhiệt độ bình thường nó bay hơi các bạn thích vô thì nó cũng sẽ tác động đến sức khỏe các bạn ha rồi uh, về quản lý chất thải y tế thì các bạn nhớ cho mình ha thông tư liên tịch số 58 2015 thông tư liên tịch hồi nãy mình cho các bạn highlight rồi đó là cái thông tư mà về quản lý chất thải y tế mà nó sẽ kết hợp với bộ tài nguyên môi trường vậy thì mình có thể hỏi các bạn là cái thông tư liên tịch nào mà để quản lý chất thải y tế thì các bạn nhớ cho mình là thông tư 58 2015 của bộ y tế kết hợp với bộ tài nguyên môi trường ha ngoài ra cái xử phạt thì các bạn nhớ cho mình cái nghị định số 155 2016 nghị định của chính phủ nhớ cho mình highlight là gì mình ha nghị định để xử phạt nếu như các bạn không tuân thủ theo những cái quy định này bị cơ quan nhà nước vô kiểm tra khảo sát mà nó bạn không đạt các bạn sẽ bị xử phạt theo cái nghị định 155 này. Rồi cái hồi nãy mình nói với các bạn là cái thông tư số 36 2015 là để mình đánh giá coi cái rác thải đó có phải là rác thải nguy hại hay không những rác thải nguy hại thông thường ví dụ như bóng đèn nè mực in nè các thiết bị điện tử thì nó sẽ nằm ở trong cái thông tư này ha vậy các bạn về cái văn bản pháp lý liên quan tới cái lĩnh vực này các bạn nhớ cho mình ba cái nội dung này rồi về quy trình thu gom và xử lý chất thải y tế thì các bạn nhớ cho mình nó sẽ có bốn trình ha thứ nhất là phân tại nguồn là phân loại tại chính bệnh viện của các bạn thứ hai là thu gom nó sẽ có một cái xe chuyên chở để thu gom rác thải y tế đó là chuyện cái xe màu trắng mà có chữ thập màu đỏ các bạn đó là những cái xe chuyên để thu gom ra thay y tế à, Trong cái quá trình thu gom này á, Nó sẽ có hai loại Một là lưu trữ trước mới thu gom Hai là thu gom xong mới lưu trữ Thì cái này tùy theo bệnh viện các bạn Theo cái quy trình nào Thì à, nếu như lưu trữ á, Thì đối với những bệnh viện lớn đi Có số lượng rác thải nhiều á, Thì người ta sẽ lưu giữ Nó sẽ có phòng lạnh Nó sẽ có những cái nhà chứa Theo đúng quy chuẩn của nhà nước Thì mình sẽ hãy lưu trữ lại Thì lát mình sẽ nói với cái phần đó sau Và cuối cùng là vận chuyển đi xử lý và cái việc vận chuyển xử lý này nó cũng phải giao cho những đơn vị có thẩm quyền và có được cấp phép mới được xử lý à, những cái đơn vị xử lý chất thải nguy hại nó cũng phải có phép và những cái đơn vị xử lý chất thải y tế nó cũng phải được cấp phép thì nó mới được xử lý và nó mới có thẩm quyền xử lý cái này rồi vậy các bạn nhớ với mình cái này ha những cái màu của thùng rác cái này mình cũng rất là hay hỏi thi ha thí dụ như là màu thùng rác rác thải lây nhiễm thì nó là màu vàng và các bạn nhớ cái logo này bạn nào biết cái logo này mang ý nghĩa gì bạn nào chơi game thì đó là nhiễm độc uh, sinh học ha nhưng mà còn đối với trong ngành y mình đó là chất thải lây nhiễm nhưng mà các bạn hiểu các bạn biết ý nghĩa của cái cái hình ở bên trong này là gì không các bạn ý nghĩa của nó là gì cái hình ở bên trong hình tam giác này nè ý nghĩa của nó là ba dòng khuẩn lạc các bạn khi xuống bình chánh các bạn học về phương pháp cốc trong môi trường thì các bạn sẽ biết tới một cái đó chính là đơn vị khuẩn lạc có nghĩa là những cái ổ vi sinh vật phát triển ở trong cái đĩa thạch của các bạn á thì đây là hình ảnh của ba cái dòng khuẩn lạc chồng lên nhau thì biểu hiện cho cái nhiễm độc sinh học hoặc là chất thải lây nhiễm rồi cái thùng rác mà chứa rác thải nguy hại không lây nhiễm thì nó sẽ là màu đen và nó sẽ có cái hình của dấu chấm than này đó là cảnh báo nguy hiểm có thể là nó rất là nhiều loại nguy hiểm ha thí dụ như bóng đèn nó cũng nguy hiểm rồi những cái loại chơi thuốc nó cũng cũng sẽ rất là nguy hiểm nhưng mà mỗi loại nguy hiểm đó nó sẽ tác động vào một cái yếu tố sức khỏe con người khác nhau nên là người ta dùng cái dấu chấm than này để cảnh báo là đó là những cái loại rác thải nguy hiểm rồi à, về rác thải thông thường thì nó sẽ chia thành hai màu à, những cái loại mà rác thải sinh hoạt bình thường à, hữu cơ thì các bạn bỏ vô trong cái cái thùng màu xanh lá cây còn cái loại rác thải mà có khả năng tái chế như là vỏ hộp nè, bao bì nè, những cái loại chai nước nè thì các bạn sẽ bỏ vô cái thùng màu trắng và các bạn nhớ cái thùng màu trắng thì nó có cái logo là ba cái hình mũi tên gọi là logo tái chế các bạn. Các bạn thấy cái logo này người ta gọi là logo tái chế ha. Đó, thì đây là những cái logo và những cái màu sắc. Vậy thì đi thi mình sẽ hỏi một là hỏi logo, hai là hỏi màu sắc các bạn coi kỹ phần này giùm mình ha. Rồi, đây là cũng chốt lại ha, còn cái màu xanh lá, xanh dương này có những nơi người ta sử dụng cái thùng rác màu xanh dương có những nơi người ta sử dụng màu xanh lá nhưng mà đa phần mình thấy là xanh lá là nhiều ha rồi về cái túi đựng chất thải y tế đi thì không được sử dụng cho những mục đích khác ví dụ như trên túi đựng đó nó sẽ có những cái vạch những cái cảnh báo những cái chữ cảnh báo ví dụ như là rác thải khi đựng tới đây là nó đầy thì các bạn phải gom lại các bạn cột cái túi đó lại các bạn sẽ thay cái túi khác chứ các bạn không được để nó tràn ra quá cái khỏi cái vạch mà người ta quy định rồi bây giờ mình sẽ nói về cái bao bì và khu vực lưu chứa chất thải y tế ha, đây về bao bì thì nhớ cho mình bao bì chứa chất thải y tế là làm bằng nhựa PE và không làm bằng nhựa PVC nhựa PVC là nhựa polyvinyl chloro và loại nhựa này khi đốt lên nó sẽ tạo ra khí độc rất là nguy hiểm nên là chất thải y tế thì đa phần là các bạn sẽ đốt là nhiều nên là không được sử dụng cái nhựa PVC này để chứa rác thải y tế highlight là gì mình ha có thể là thi mình đi thi mình sẽ hỏi các bạn là một cái loại nhựa mà không được sử dụng để làm bao bì của chứa chất thải y tế là nhựa gì các bạn nhớ là nhựa bbc còn tất cả các cái loại bao bì mà thường được sử dụng làm cái túi để đựng rác thải đó là nhựa PE. rồi ở bên ngoài cái túi này nó sẽ có một cái đường kẻ 3 phần tư cái túi bạn để rác đúng tới cái vạch này thì các bạn phải cột cái bịch lại và thay cái bịch khác không được để tràn ra và trên cái túi rác nó sẽ ghi một cái dòng chữ là không được đựng quá cái mạch này nó sẽ tràn ra ngoài và nó tràn ra ngoài nó có nguy cơ nó phát thả, phát tán chất thải ra ngoài nó phát tán rác thải những cái yếu tố lây nhiễm ra bên ngoài thì nó gây hại tới sức khỏe của con người ha rồi đây là cái thiết gọi là cái dụng cụ để chứa những cái vật lây nhiễm sắc nhọn ví dụ như là ống chích nè những cái mũi dao mũi kim vân vân người ta sẽ bỏ trong đây thì nó cũng sẽ được làm bằng nhựa bb hoặc bơ ha và nó cũng sẽ có những cái vạch và những cái hình cảnh báo như là cái túi rác hồi nãy khi đi thi mình có thể hỏi những cái yếu tố này ví dụ như là trên cái hộp này nó được làm bằng nhựa gì rồi có những cái khẩu hiệu gì rồi bao nhiêu phần của cái cái hộp này đầy thì chúng ta phải bỏ và chúng ta sẽ thay cái hộp mới thì các bạn nhớ cho mình những cái nội dung này ha các bạn thấy không trên đây nó sẽ in cái hình ba dòng khuẩn lạc nè rồi cảnh báo nguy hiểm nè rồi đây là cái rác thải lây nhiễm sắc nhọn nè đây là cái vật giới hạn của cái bình này nè khi đầy các bạn phải đầy nắp lại các bạn đi xử lý ha rồi tiêu chuẩn này thì các bạn đọc thêm ha mình sẽ không nói sâu vô cái phần tiêu chuẩn này rồi đây là hình ảnh của những cái logo thì uh, ngoài những cái logo trên hồi nãy cái hình ảnh mình nói với các bạn thì nó còn có thể có những logo này đôi khi ở một số cái phòng thí nghiệm nó sẽ có một cái loại rác thải mà đọc với tế bào thì nó sẽ có cái hình ảnh hai cái tế bào tách ra như thế này rồi còn khi các bạn mà chụp ít quang đó các bạn thì những cái phòng ít quang thì nó thường có những cái logo giống vậy ha Hoặc là cái logo chỉ có cái logo này thôi Đó là những cái khu vực mà có tia Rồi những cái nơi đặt thùng rác thì thường ở những cái bệnh viện thì thường nó sẽ những loại rác thải thông thường nó sẽ đặt ở dọc theo các hành lang những cái nơi dễ thấy dễ đi Còn những cái khu vực mà thu gom rác thải có tính lây nhiễm những rác loại rác thải nguy hại thì thường nó sẽ đặt ở một cái khu vực đặt gọi là ở ngay góc của một cái khu vực ví dụ như là một cái góc chứa một cái khu vực đó nó là một cái chỗ để quy định chứa những cái đòi rác thải luôn và nó sẽ quy định ở từng bệnh viện khác nhau ha rồi khi mà thu gom lại thì các bạn nhớ là phải cột lại chặt và phải mang ngăn tay phải đầy đủ đồ để các bạn có thể đi thu gom nó một cách tốt nhất các bạn thấy cái hình này tại sao nó sai các bạn các bạn nhớ cho mình là khi thu gom chất thải y tế thì từng loại chất thải y tế khác nhau chúng ta sẽ thu gom theo từng đợt khác nhau ví dụ như tất thải nguy hại thì mình sẽ thu gom chỉ rác thải nguy hại thôi là trên cái xe đó chỉ rác thải nguy hại thôi còn rác thải thông thường thì nguyên cái xe đó chỉ có rác thải thông thường thôi còn rác thải lây nhiễm thì trên cái xe đó chỉ có rác thải lây nhiễm thôi chứ không có được thu gom tràn lan ví dụ như là trên xe này vừa có rác thải nguy hại vừa có rác thải lây nhiễm vừa có rác thải thông thường là không có được ha các bạn ví dụ như thế này là sai rồi các bạn vì khi mà ví dụ như một lỡ xôi xôi mà cái bịch nó bị rách nó rớt những cái uh, khăn hoặc là những cái gạt tẩm máu dính máu của bệnh nhân ra vô trong cái khu vực rác thải thông thường này mà rác thải thông thường sẽ có một cái đơn vị thu gom rác thải thông thường xử lý rác thải y tế sẽ có đơn vị thu gom rác thải y tế xử lý thì nó sẽ gây nhiễm qua bên rác thải thông thường nó sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe của con người và cộng đồng ha đây là cái khu vực chứa các cái thùng rác ha rác thải có khả năng tái chế này rác thải lây nhiễm mà những loại rác thải thông thường thì để ở bên đây nó sẽ có những cái khu vực tách biệt để để những cái loại rác thải này còn đây là một cái hình ảnh của một cái nhà chứa rác thải y tế và rác thải nguy hại các bạn biết là cái tiêu chuẩn của nó các bạn nó phải thông thoáng là một thứ hai là cái mặt sàn nó phải cao hơn cái mặt đất để lỡ mà xui xui và bộ nào mưa lớn nó ngập á, thì nước nó không có tràn vô bên trong mà nước nó tràn vô bên trong ví dụ như là các bạn đang chứa băng gạt hoặc là những cái dính máu của bệnh nhân đi nước nó tràn vô nó cuốn những cái chất ô nhiễm lây nhiễm ở trong tràn ra bên ngoài thì nó gây ô nhiễm nguyên cái khu vực đó nên là cái mặt sàn lúc nào nó cũng phải cao hơn cái mặt đất rồi nguyên tắc về nguyên tắc mà để lưu giữ chất thải y tế thì nếu mà tốt nhất thuận tiện nhất mà gọi là đẹp nhất là chúng ta xử lý ngay trong ngày rác thải y tế ngày nào xử lý ngày ngày đó tuy nhiên có một số những cái đơn vị không thể xử lý ngay trong ngày được hoặc là những đơn vị đó quá nhỏ thì lượng rác thải nó không có nhiều để mà xe rác nó tới để nó lấy thì chúng ta có thể lưu trữ lại tối đa là 48 giờ ha nhưng mà những cái lưu trữ này nó sẽ có những cái điều kiện riêng biệt thì lát mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn ở đây nếu như các bạn các bạn lưu trữ rác thải y tế lại ở một cái điều kiện bình thường thì các bạn sẽ lưu trữ không quá hai ngày có nghĩa là để ở nhiệt độ bình thường ở những cái nhà hồi nãy như cái nhà cái bãi rác hồi nãy mình cho các bạn coi đó là để trong cái lòng đó thì không quá hai ngày còn nếu như các bạn là một cái bệnh viện lớn có đầy đủ điều kiện thì các bạn bảo quản lạnh nó dưới 8 độ c thì tối đa được 7 ngày rồi những cái cơ sở y tế mà nhỏ mà phát thải bé hơn 5 kg trên ngày á, thì lưu trữ không quá 3 ngày. Có nghĩa là cái lượng rác thải 3 ngày là phải đi thu gom một lần, 3 ngày phải thu gom một lần. Rồi, đối với những cái mà rác thải mà lây nhiễm tập trung hoặc là những cái rác thải mà đặc trưng á, thì phải xử lý ngay trong ngày hoặc là lưu trữ dưới 20 độ C và không được quá 2 ngày. Tùy theo cái loại rác thải đó là gì ha các bạn. Kỹ rồi về nhà lưu trữ này thì các bạn nó sẽ có những cái quy định riêng của nó thì như nãy mình nói rồi phải thứ nhất là nó phải xa cái khu vực mà lưu trú của bệnh nhân xa cái khu vực thăm khám bệnh của bác sĩ xa những cái khu vực thực hiện các cái thủ thuật như là nội soi rồi chụp biết quang đồ nó sẽ để ở một cái khu tách biệt ra với cái bệnh viện rồi thứ nhất thứ hai là cái nền nhà nó phải cao để tránh những cái khu vực là ngập nước ha rồi đây là cái đơn vị mà xử lý hoặc thu gom cái rác thải nguy hại mà liên quan tới y tế nó phải là những đơn vị được cấp phép và mỗi một cái bệnh viện mỗi một cái đơn vị nó phải có một cái sổ nguồn thải có nghĩa là các bạn thải ra cái gì các bạn phải liệt kê là hôm nay tôi thải ra những cái loại gì những cái chất gì những cái ô nhiễm gì và người ta sẽ căn cứ theo cái cuốn sổ này và căn cứ theo cái khả năng của cái đơn vị thu gom vận chuyển xử lý này coi nó có đáp ứng được cái điều kiện xử lý hay không thì khi kiểm tra là các bạn phải trình cuốn sổ này ra nếu như các bạn không có cuốn sổ này thì các bạn làm sai quy tắc và các bạn sẽ bị xử phạt theo quy định rồi cái việc thu gom thì những cái người thi thu gom rác thì cũng phải được trang bị găng tay khẩu trang đồ bảo hộ đầy đủ ha và có những cái dụng cụ phương phương tiện phù hợp chứ không được như cô dưới đây ha cô dưới đây thứ nhất là thu gom nhiều loại rác trong cùng một xe thứ hai là mang dép lào và có găng tay nhưng mà mang dép lào này thì cũng không có phù hợp ha thì đây là không đảm bảo về điều kiện an toàn khi mà thu gom rác thải ở bệnh viện ở những cơ sở y tế rồi về những cái mà liên quan tới ký uh, hợp đồng hoặc là những cái liên quan tới xử lý rác thải này thì mình sẽ không nói sâu vô thì đây là cái mảng ở bên kỹ thuật môi trường rồi mình sẽ phân tích kỹ hơn khi các bạn học thực hành với bình chánh ha thì nội dung bài hôm nay tới đây cơ bản cũng là kết thúc cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi học ngày hôm nay ha